Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại cơn bão Koino đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, áp sát Biển Đông. Dự báo khi vào Biển Đông, bão Koino sẽ suy yếu dần nhưng vẫn giật cấp 15. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão Koinu trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan Trung Quốc, cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 5 tháng 10, báo trên vùng biển phía nam Đài Loan, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 giật cấp 16, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông nam Đài Loan, phía đông bắc khu vực Bắc biển Đông. Khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 10, báo Coi Nu cách Phúc Kiến Trung Quốc 270 km về phía đông đông nam, không đổi hướng, di chuyển vào biển đông và suy yếu dần. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía đông bắc, khu vực bắc biển đông. Lúc 1 giờ ngày 7 tháng 10, báo trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo cấp 9 cấp 10 giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng phía bắc khu vực Bắc Biển Đông từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, báo di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của báo vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, từ đêm mùng 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp 8 cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 m Trong đêm mùng 4 tháng 10, Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và rông rải rác. Cục bộ mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Người dân cần đề phòng và có các phương án xử lý kịp thời. Bên cạnh đó cũng cần cập nhật liên tục tình hình báo để nắm bắt tình hình lên phương án di chuyển phù hợp.